trên xe Hyundai Solati ạ. Cảm biến chống kẹt đa điểm. Bộ Croco này cảm biến chống kẹt rất là nhạy trên toàn bộ cánh cửa. Khi gặp vật cản thì cửa sẽ đóng lại, sẽ đẩy lại ngược chiều. Rất là an toàn đối với các xe mà chở hành khách hay là chở các bạn nhỏ, đi rất là an toàn luôn ạ. Đây, sau khi đóng vào thì cửa đóng êm nhưng mà vẫn vào rất là khít cả về trên và dưới đây ạ. Bộ này thì bên em lắp đặt không tháo ngoằm khóa cửa zin nên là đảm bảo cửa rất là êm, đóng êm nhẹ và khi đi vào chỗ sóc đường gồ ghề cũng không bị kêu. Đây là nhìn từ bên trong ạ. Cửa đóng êm ru luôn. Model Croco này thì có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2017, được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi Rambo Việt Nam. Đã đến nay thì đã có rất là nhiều đoàn xe, các cái dòng xe chạy tuyến cũng lẫn như các công ty đều lựa chọn Croco bởi vì cái độ bền và độ ổn định của nó khi mà hoạt động. Theo thông số nhà sản xuất đưa ra thì Croco lên tới 1 triệu chu kỳ đóng mở. Trước khi đưa về thị trường Việt Nam thì mã này đã được lắp đặt và nghiên cứu tại khu vực châu Âu, đạt các cái tiêu chuẩn chứng nhận kiểm định rất là an toàn, rất là chặt chẽ từ các nước châu Âu rồi ạ. Trước khi đưa ra sản phẩm thì nhà máy Ador Liên bang Nga cũng đã test rất là kỹ và đưa ra những cái chu trình lẫn những cái thông số, những cái thông số và những cái tính năng rất là phù hợp với các dòng minibus như là Solati hay là Transit. Đây là xe Solati mới tinh của bác chủ đến từ Vĩnh Phúc, được bạn giới thiệu cho qua Rambo để lắp đặt. Xe có trang bị thêm phim cách nhiệt Ntech Hàn Quốc và cửa tự động Croco Liên bang Nga, lắp đặt trong vòng khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ là xong ạ. Các bác có nhu cầu lắp đặt sở hữu em Croco xịn sò này thì liên hệ với Rambo Việt Nam ạ. Em xin cảm ơn.